Liều Đạt Chùi gọi Lâm Canh Tân là người yêu của Triệu Lệ Dĩnh và nói, hãy đến và cứu anh ấy. Ngày 1 tháng 5, mọi người đang đắm chìm trong niềm vui của kỳ nghỉ lễ. Không ngờ tay săn ảnh Liều Đạt Chùi đã gửi một quả dưa lớn, trực tiếp đưa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vào hot search. Nguyên nhân là, Liều Đạt Chùi chụp ảnh Lâm Canh Tân xuất hiện ở sân bay, có thể nói không liên quan gì đến Triệu Lệ Dĩnh cả. Nhưng Liều Đạt Chùi lại chú thích, Triệu Lệ anh, người chồng ngọt ngào của em đã bị quấy rối. Lâm Canh Tân được gọi là Lin Doc khi anh đến sân bay. Anh trai mới giữ vững đức tính nam tính và kêu gọi fan rời đi nhưng fan vẫn đi theo. Hãy đến cứu anh ấy. Mặc dù bộ phim Walking with the Phoenix của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vừa mới phát sóng nhưng trong phim, cả hai là một cặp vì quá ngọt ngào và hợp nhau nên nhiều cư dân mạng nghiện CP với các tay săn ảnh nói như vậy. Nhưng cách đây không lâu, Liều Đạt Chùi đã đích thân tuyên bố trong phòng phát sóng trực tiếp, hai người không thể ở bên nhau vì cả hai đều không lạc quan về điều đó, trực tiếp tách ra cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bây giờ lại có video Lâm Canh Tân trói buộc Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí còn bịa ra người chồng hư hỏng của Triệu Lệ Dĩnh. Hết tập này đến tập khác diễn ra suôn sẻ, có vẻ như các tay săn ảnh rất hiểu về giao thông. Nếu bạn chỉ mang theo Lâm Canh Tân, bạn sẽ chỉ có lưu lượng truy cập của một người. Và nếu bạn mang theo Triệu Lệ Dĩnh, bạn sẽ có lưu lượng truy cập của hai người. Chỉ là bạn mạnh tay bẻ ra khi có người tiêu dùng, và bạn mạnh tay ghép lại khi có người không tiêu thụ thì thực sự hơi quá, nở. Hành vi không mạch lạc như vậy cũng khiến cư dân mạng không thể ngồi yên, bắt đầu mắng mỏ trực tiếp, mãi mãi sẽ không quên. Cư dân mạng bình luận từ nóng đã được viết trên mặt Liều Đạt Chùi. Có bánh to nào mà phải xa không? Lâu lắm rồi mới kết thúc với phân sinh. Và bây giờ tôi lại ở đây với Triệu Lệ Dĩnh. Chuyện gì vậy? Có người không tháo dỡ được CP nên lợi dụng cuối mùa bình dân để gây chuyện lần nữa. Vẫn muốn tiếp tục bắt nạt Da Xin và Hinh Bao. Bất cứ ai cố tình dẫm phải một diễn viên để gây chiến sẽ được tha. Bạn sẽ không thành công. Hãy đến gặp bác sĩ khi bạn bị bệnh. Đừng lúc nào cũng ra ngoài đi dạo. Chẳng lẽ hắn cũng đang đuổi theo Phong Hành? Nửa đêm hắn ngồi dậy nói, em đi, hai người này thật xứng đôi. Thành thật mà nói, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân quả thực rất hợp nhau. Du Lịch cùng Phân là bạn diễn thứ hai của họ, nhưng có lẽ họ không thể ở bên nhau. Rốt cuộc, Lâm Canh Tân đã có bạn gái. Cách đây không lâu, các tay săn ảnh tình cờ gặp cô và họ đi chơi cùng nhau. Rõ ràng là hai người rất hợp nhau.